Audio TMX xin được gửi lời chào trân trọng đến toàn thể những anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ Audio TMX trong suốt thời gian qua. Thì hiện tại ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh em cũng như là chia sẻ một vài những cái cơ bản nhất để giúp cho anh em sử dụng được cái sản phẩm là K8000 thỏa mãn niềm đam mê KH của mình. Thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn anh em cái cách sử dụng những cái tính năng rất là cơ bản. Đầu tiên là chọn cái âm lượng đầu vào. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần music. Được chưa? Chúng ta sẽ ấn cái này vào. Chúng ta sẽ xoay. Thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn đầu vào là auto, MOV, AUX hay là BGM hay là Classical hoặc là cổng quang Optical hoặc là cổng đầu vào HDMI. Thì khi nào có tiếng thì anh em dừng lại. Cái tiếp theo là cái phần cân chỉnh tiếng mic và cái tiếng âm lượng nhạc làm sao cho nó phù hợp và hay. Thì đối với tất cả những cái này thì chúng em đã đều có những cái cài đặt âm lượng sẵn rồi. Thế tuy nhiên là anh em sẽ tùy sở thích và cá nhân của từng anh em sẽ nâng giảm cái âm lượng vang nhại hoặc là giảm cái âm lượng tiếng mic làm sao phù hợp với hệ thống của mình, phù hợp với cái tiếng ca hát của mình, sở thích của mình. Thì anh em dừng lại và nhớ cho em, giả sử mic là 18, offset là 67, được chưa? Còn âm lượng music thì thôi, chúng ta sẽ không quan tâm. Và chúng ta sẽ vào phần menu. Và phần menu này thì ở đây sẽ có cái chế độ là KTV hoặc là chế độ auto hoặc chế độ camera là chế độ xem phim. Thì thực ra là sản phẩm này chúng ta sử dụng nhiều hơn đến cái phần KH. Còn chế độ xem phim thì ít anh em dùng đến, vì đại đa phần ít anh em là đủ loa ở chế độ 5.1 để mà chúng ta xem phim sử dụng âm thanh ảo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn KTV menu một lần nữa. Ở đây là phần mà loát mode, là chúng ta ấn vào là để chúng ta loát những cái chương trình mà chúng ta đã cài đặt. Sau khi sự di chuyển những cái phần chương trình mà chúng ta muốn cài đặt, chúng ta muốn gọi ra chúng ta sử dụng thì chúng ta ấn vào một lần nữa thì sẽ loát ra. Ok, cũng như là ở đây chúng ta vào đây chúng ta sẽ thấy những cái mode mà Audio TMX của chúng ta cài đặt, bao gồm 5 mode đó. Tiếp theo nữa là phần ấn tiếp menu một lần nữa hoặc chúng ta sẽ xoay ở phần này. Chúng ta sẽ vào thấy cái phần server là để lưu. Em lấy giả sử như sau khi chúng ta cài đặt tất cả những cái chương trình rồi, chúng ta muốn lưu thì chúng ta sẽ lưu vào đây. Thì chúng ta sẽ ấn thêm một lần nữa và xoay đến cái mode mà chúng ta muốn lưu, là sử mode 1. Đây, mode 1 đây. Ấn một lần nữa là để lưu hoặc là chúng ta sẽ để như này. Thực ra chúng ta không quan tâm đến cái ở dưới, nhưng anh em muốn đặt tên thì anh em có thể ấn cái nút up hoặc nút down ở dưới này để di chuyển nó xuống dưới và chúng ta sẽ xoay để chúng ta đặt tên. Ví dụ thế này. Ví dụ thế này. Đó, chúng ta đặt tên, sau đó anh em ấn vào sẽ lưu thì ngay lập tức là anh em sẽ được cái tên như thế này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ xoay là auto lock. Anh em lưu ý là không nên để lock nhá, vì lock là sẽ rất dở, anh em nên tắt. Lock key, chúng ta sẽ không nên nhập mật khẩu ở đây, chúng ta bỏ qua. Setting and CTR mode là chúng ta nên để ở admin nhá. Chúng ta nên để ở admin. Nha, chúng ta nên để ở admin. Đó, vừa rồi là như vậy là setting admin mode. Thì anh em sẽ thấy là nó sẽ yêu cầu chúng ta phải có mật khẩu mới được vào. Chúng ta sẽ thử mật khẩu xem là ra cái gì. Không đúng mật khẩu. Tốt nhất là chúng ta không nên quan tâm cái này để mặc định. Setting password. Chế độ nguồn của BVKF enable. Chúng ta những cái này thì đại đa phần là của hệ thống, họ không cho phép chúng ta sử dụng đến. Đây, single mode tức là cái chế độ đan ke hay là chế độ KH thì anh em nên sử dụng cho em là KH nhé, chúng ta đừng nên để sang cái khác vì tiếng nó sẽ không hay. Vì chúng ta KH là chúng ta nên để là KH.
Single Danke Mitglied. Đó. Chúng ta sẽ nên để là 0. Tự tự như vậy khoảng thời gian ngưỡng Z, đây là phần đầu ra cho phần đầu ra ghi âm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần đầu ra âm lượng ghi âm ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái mức âm lượng đầu ra Music to Z. Đó. Thì anh em sẽ điều chỉnh cái ngưỡng làm sao cho cái ngưỡng âm lượng nó vừa đủ để cho chúng ta ghi âm hoặc live stream. Đó. Tiếp theo đến là chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần đây mới là cái phần quan trọng, là âm lượng inner fade. Tức là như em vừa nói là chúng ta nhớ lại cái mức âm lượng mà chúng ta ca hát vừa đủ. Thì anh em sẽ giả sử là em để ở là 64 thì em sẽ thấy là cái tiếng mic, cái tiếng inner fade của em nó vừa đủ để ca hát chẳng hạn. Em sẽ để, tức là inner fade là khi chúng ta mới bật vang lên, ngay lập tức bản thân cái âm lượng này sẽ khởi động luôn để chúng ta không bị quên, nhỡ lâu ngày quên, được chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ mic mắc. Đó. Mic mắc. Được chưa? Effect in này. Mic mắc là âm lượng lớn nhất cho phép phần mic. Cái này rất là hữu ích để giúp cho anh em không bị vặn dò tiếng mic. Chúng ta nên chỉ để cao hơn một chút so với cái ngưỡng mic thật của chúng ta đang hát, cảm thấy nhẹ nhàng một chút thôi để nhỡ trong may không may trẻ em nó ra nó vặn to lên. Giả sử để 45. Mic init giả sử em để 35 là cái tiếng mic của chúng ta hàng ngày hát cảm thấy hay nhá, hàng ngày hát cảm thấy hay và đủ thì chúng ta nên để như vậy để bật vang lên là cái tiếng mic nó đã đúng là như vậy rồi, được chưa? Music mic thì thôi để có thể để lớn nhất hoặc là chúng ta nên để ở cái ngưỡng làm sao một loa của chúng ta vừa đủ công suất, đến cái ngưỡng đấy là hết công suất rồi thì chúng ta nên để dừng lại. Nhớ đây là cái ngưỡng mà giúp cho chúng ta vặn thoải mái âm lượng, nó chỉ đến vậy thôi. Music init tốt nhất là nên anh em nên để là khoảng độ 1-2 để cho chúng ta khi mới bật sản phẩm vang lên nó không bị dồ nhạc, không bị giật mình. Đó thì đấy là vừa rồi là em đã giải thích những cái tính năng, những cái âm lượng của cái sản phẩm và vượt vài những cái thông số rất là cơ bản giúp cho anh em sử dụng cái sản phẩm vang số này tốt hơn, được chưa? Đây là phiên bản firmware. Đó thì đấy là những cái tính năng rất là cơ bản thôi, một cái cài đặt nhanh để anh em sử dụng cái sản phẩm vang số này tốt hơn. Còn lại thì anh em có thể ghé qua cái video hướng dẫn chỉnh chi tiết hơn ở video hướng dẫn chỉnh vang số K8000. Rất là chân thành cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ Audio TMX trong suốt thời gian qua. Anh em có thể đăng ký hoặc là chia sẻ video hoặc là truy cập vào website audiotmx.com để mua, xem, tham khảo những cái sản phẩm khác. Rất là chân thành cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ TMX.